Nếu các bạn là người mới bắt đầu chơi Bloodfruit thì ở video này mình đã sẽ giới thiệu với các bạn những sai lầm mà các bạn cần phải tránh khi chơi Bloodfruit. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Bloodfruit cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazyland. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Và đến với sai lầm đầu tiên, sẽ là một cái sai lầm khá là nhẹ nhàng thôi. Em biết đó là gì không Phố? Tạm biệt rồi, anh giới thiệu đây. Đó chính là không sử dụng C và hớp. Thì nếu như các bạn hay farm cách đi quýnh boss như thế này, mày hả bởi, thì các bạn sẽ phải đợi khá là lâu cho một con boss, tầm khoảng nửa tiếng cho tới 24 giờ. Ý mình đợi cũng không lâu vậy. Nhưng mà mình có cách để có thể chịu hồi boss nhanh hơn, đó chính là các bạn kích vào chữ C bờ này. Và... ủa? Wait, what? À đây rồi. Như các bạn thấy, đây chính là nguyên một cái bảng C bờ khá là nhiều luôn. Nên là các bạn cứ chọn ngẫu nhiên một cái đi. Thì khi các bạn vô C bờ mới á, đố em nó sẽ có cái gì? Con boss mới lại hả? Chuẩn, nó sẽ có một con boss mới. Phúc Labica về đắc phiên bản mới. Dù hay sao á? Bro, ui, tôi Du chết rồi các bạn ơi, no. Trả hù đi. Mày hả tôi Du, dám quýnh chí Dũng. Và đến với cái sai lầm thứ hai, đó chính là các bạn không biết sử dụng server VIP miễn phí. Dạ, yeah, các bạn nghe không nhầm đâu, server VIP miễn phí đó. Thì để có được cái server VIP miễn phí, các bạn sẽ bấm vô cái nút Join Friend ở đây. Và thay vì bỏ 200 Gobot một tháng ra để mua cái server VIP, thì chúng ta chỉ cần việc kéo xuống đây. À, em thấy chữ Number of Player không? Bấm vô đây và chọn cái hàng thứ hai. Bùm. Còn server một người không vậy? Thấy sao? Server VIP free mà. Rồi mình sẽ chọn một cái vô cho các bạn xem nha. Dễ sợ thấy không? Ui, bạn này Việt Nam luôn nè, what the fuck? Khoa đăng, để đi săn bounty bạn này mới được. Đây rồi, đây rồi. Mày. Vui kìa, vui kìa. Sau khi làm chuyện này xong mình cảm thấy tội lỗi quá, bạn nó chạy kìa. Giết mạng nữa mới được. Và đến với sai lầm thứ ba mà các bạn thường mắc phải, đó chính là sẽ đi theo cái nhiệm vụ ở trên chỗ này đúng không? Mày phải đi theo nhiệm vụ mới farm lên level được chứ. Nhưng mà chắc gì đi theo nhiệm vụ thì các bạn sẽ lên level nhanh hơn. Ok, thì mình sẽ cho các bạn một ví dụ khá là cụ thể ha. Như là ở cái đảo Buggy này đi, cái nhiệm vụ farm con đầu tiên của nó sẽ cho các bạn 13.000 kinh nghiệm. Tuy nhiên mấy con này thì nó sẽ ở khá là gần nhau luôn, các bạn có thể gom mấy con quái được cách rất là dễ dàng. Và sau đó thì mày hả bởi. Tuy nhiên còn nhiệm vụ của con Brute này, nó chỉ hơn có một tí kinh nghiệm thôi. Nhưng mà em nhìn nè, nó ở siêu xa nhau luôn. Và mỗi bãi chỉ có ba con thôi nữa, thấy không? Thì nó vừa khó farm hơn mà mấy con này còn mạnh nữa. Nên là cái giá mà em phải bỏ ra đi farm mấy con này nó không có xứng đáng, hiểu không? Nè, em phải quýnh xong mấy cái bãi này rồi ngồi đợi thêm quýnh hai con lẻ nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ờ, vậy là mình quýnh cái kia vừa ít kinh nghiệm hơn nhưng mà nó nhanh hơn đúng không? Chuẩn. Ok, và một cái sai lầm nữa mà mình cảm thấy có khá là nhiều bạn mới chơi mắc phải, đó chính là các bạn đã farm level Haki sai cách. Chị chỉ lên cách nào mới đúng. Không biết gì vậy, được rồi, để mình hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên đó chính là các bạn hãy sử dụng những trái hệ Elemental, như trái Rumble, trái Light, băng, tùm lum hoặc là trái Flame. Còn nếu như các bạn muốn tiết kiệm nữa thì có thể sử dụng trái Smoke. Và sau đó vào phần trang bị và lấy cho mình những cái kiếm như là Katana hay là Cutlass chẳng hạn. Và bước tiếp theo nó sẽ có cái mẹo, đó chính là các bạn hãy lên trên cái đảo trên trời chỗ này. Và sau đó thì hãy lựa một chỗ ngon ngon tí, ví dụ như chỗ này đi, và bật Haki lên, sau đó quýnh mấy con quái. Bởi vì cái level Haki của bạn muốn tăng lên á thì nó sẽ tính theo cái việc mà các bạn quýnh bao nhiêu lần như con quái, chứ không phải là cái số lượng đam các bạn gây ra. Nên là các bạn cứ đứng áp ca đây treo máy và quýnh con quái này chỉ cho một đêm nhất thôi là các bạn có thể lên được level 5 của Haki luôn. Và lưu ý là các bạn nên sử dụng server VIP nha, chứ server thường thì có khi Vidac nó sẽ vô để múc ban các bạn đó. Nào mình đại câu này, mình biết thế nào cũng nói câu này à. Và đến với sai lầm thứ năm, đó chính là các bạn đã farm sai cách. Thật ra tốc độ của các bạn đi farm trong Bloodfruit nó sẽ phụ thuộc vào việc các bạn có nhiều bạn bè hay không. Và ví dụ cụ thể nhất chắc chắn sẽ là đi red rồi. Dạ, yeah, như các bạn có càng nhiều bạn thì chúng ta sẽ đi red càng dễ. Còn nếu như các bạn không có bạn bè thì chuyện đó cũng khá là buồn á. Nếu như các bạn có một người bạn level cao hơn chúng ta, ví dụ như là Vidac với 2550 level. À, em đó, em đó. Thì các bạn có thể bóc lột sức lao động của nó. Dạ đen, quýnh đi mày. Dạ chủ nhân. À, em đánh nữa cây máu rồi đó chủ nhân, đánh tiếp em chủ nhân ơi. Các bạn thấy nhanh chưa? Với hai người đánh á thì con boss này nó không là cái gì hết các bạn ơi. Mày hả bưởi. Đó, easy. Ủa? Ủa sao anh không được battery? Thì ra đây là một cách lên level khá là nhanh cho các bạn. Nhưng mà nhớ là phải gây đủ 10% đam nha. Còn không sẽ như mình á. Một sai lầm tiếp theo. Và đến với cái sai lầm tiếp theo mà các bạn hay bắt phải nữa, thì mình thấy có một số bạn là farm tới level max luôn nhưng mà vẫn giữ cái vỏ combat đó các bạn biết không? Vỏ tân binh á. Thì đây chính là cái ông bán melee, nếu như các bạn không biết nha. Mấy ông bán melee thì thường núp mấy chỗ bí ẩn đó các bạn ơi. Ôi, đâu xuất hiện vậy? What the fuck? What the fuck? Ủa, thằng này là anh trai hả? Thì ra đây chính là một trong những cái vỏ đầu tiên mà các bạn có thể mua trong game. Bởi vì đương nhiên nó khá là rẻ và cũng đặc biệt nhất đó chính là nó có tới 4 chiêu lận. Nếu các bạn không biết á, những clip BB TikTok thường thường là sẽ sử dụng cái vỏ này, các bạn xem này nha. Mày ghê chưa? Tuy nhiên nếu như các bạn muốn mạnh hơn nữa thì chúng ta sẽ đến với đảo trên trời. Ở bên cái cục đá bên hồng đảo trên trời, các bạn có thể mua một cái vỏ mới, đó chính là vỏ điện.
Đây, thì lúc này các bạn sẽ có một cái aura khá là đỉnh ở trên tay. Đừng đụng anh nha, đụng anh giật te người luôn á. Đâu đâu, đứng nghe em đụng thôi ơi. Ơi. Nhưng mà thật sự ở C1 mình khuyên các bạn là nên mua cái melee vỏ người cá nha các bạn. Bởi vì nếu như các bạn không biết thì cái vỏ mà gọi là farm ngon nhất và cũng như là mạnh nhất ở C1 thì chắc chắn sẽ là vỏ người cá. Mặc dù nó hơi mắc hơn mấy kia xíu thôi nhưng mà nó farm sẽ khá là ngon nha. Và nó còn có một khả năng đặc biệt nữa, đó chính là tầm đánh vô hạn của chiêu X. Nè các bạn xem này nha, bắn như thế này và nó sẽ bay tới ngay chỗ con quái luôn. Ghê không? Ok, và đến với cái loại tiếp theo mà các bạn ở C2 thường rất là mắc phải, đó chính là random chát quỷ một cách vô tội vạ. Nếu em không biết á thì cái giá tiền của chát quỷ nó sẽ dựa theo cái level của em. Và đương nhiên khi em ở C2 nó sẽ rất là mắc. Như anh nó sẽ là 407.000. Và lý do tại sao mình nói các bạn đừng nên random đó chính là các bạn sẽ phí tiền và không thể mua những cái melee mới. Và ở C2 thì các bạn sẽ phải quan trọng trong việc gọi là mua melee và cũng như là đi farm mastery nữa, nó sẽ tốn của các bạn khá tiền á. Đây, mình xin giới thiệu các bạn luôn một trong những cái melee bí ẩn nhất C2, đó chính là các bạn đi xuống cái núi này và đi vô đây. Đó, căn hầm bí mật các bạn biết sẽ có quay quát. Ủa sao anh cứ chỗ em đang làm việc mà anh cứ xuống hoài à? Thì đây chính là factory mở rồi kìa. Đây chính là một trong những cái melee mạnh nhất ở C2 nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem sức mạnh nó luôn nè. Đây, mình sẽ cho các bạn xem combo của nó nha các bạn. Em còn chưa ghi đam được nữa, cho em ghi đam em muốn chết quỷ. 64.000 đam rồi, 14.000 đam rồi, 25.000 đam. Ôi không được chết quỷ rồi các bạn ơi. Thì thay vì các bạn dùng tiền đó để đi random chết quỷ thì chúng ta có thể làm những việc ý nghĩa hơn như là thức tỉnh tộc V2, V3 và thậm chí là mua những cái kiếm legendary nữa các bạn, Shady chẳng hạn. Và chúng ta sẽ làm tiếp theo đó chính là các bạn không đi up tộc của các bạn lên V2 hoặc là V3. Dạ, như bạn này thấy không? Còn không biết cái chỗ up tộc ở đâu nữa mà mình sẽ dẫn bạn này vô luôn. Đây, trong đây nè, level 1000 mấy rồi nha các bạn nhưng mà vẫn chưa up lên V2 nữa. Ôi, Diệu Phúc, em làm gì vậy? Trời. Nếu như các bạn không biết, việc đầu tiên mà các bạn lên C2, mình nghĩ đó chính là đi up tộc là ngon nhất nha. Bởi vì khi up tộc lên V2 hoặc là V3 thì nó sẽ cho các bạn những cái khả năng đặc biệt rất là mạnh luôn. Và nếu như các bạn muốn up tộc lên V3 thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Hầu như là tộc nào cũng sẽ giống nhau luôn nha. Đó chính là các bạn hãy nói chuyện với ông nhà khoa học này và đi tìm 3 bông hoa trong đó. Và một cái mẹo nhỏ để các bạn có thể kiếm những bông hoa dễ hơn đó chính là các bạn hãy đi farm những con quái gần nhau như loại chỗ này nè. Một trong những cái chỗ có tỷ lệ ra hoa cực kỳ nhanh luôn nha. Còn lên tộc V3 thì nó sẽ khó một tí. Như là tộc thỏ thì các bạn phải đi lượm 30 cái gương, cá thì các bạn phải đi quấn sea beast. Mình nghĩ là tộc cá sẽ là cái nhiệm vụ khó nhất nha, tại vì con sea beast nó cực kỳ mạnh luôn. Thậm chí mình ở C3 mình quấn không lại nữa mà. Nói chung thì mới lên C2 mình nghĩ là các bạn nên sử dụng những cái tộc như là thỏ hoặc là human là dễ thức tỉnh lên nhất, còn mấy cái tộc kia khó đó các bạn ơi. Và tiếp theo đó chính là C3. Một trong những cái sai lầm lớn nhất C3 em biết đó là gì không? Là gì? Đó chính là lên C3 rồi nhưng mà em không có haki quan sát V2. Như em cũng không có. Anh biết ngay mà, các bạn thấy chưa? Thì đặc điểm nhân dạng của haki quan sát V2 đó chính là các bạn có thể nhìn thấy được những cái item của đối thủ và đương nhiên nó sẽ né được nhiều hơn tới tận 9 lần, nên là các bạn sẽ có lợi thế khi PvP đúng không? Ok, và đến với sai lầm tiếp theo C3 đó chính là các bạn không craft cái món trang bị này. Ok, thì các bạn hãy đi theo mình nha. Đầu tiên là chui xuống cái tầng hầm này và tìm đến một ông NPC Beast Hunter. Nhìn ông này dữ tợn vậy, xăm mình quá trời nè. Vì đất nó còn không dám múc bàn nữa mà. Trời, sợ quá, nhìn phong cách quá. Đây, thì các bạn craft cho mình đó chính là cái Leviathan Shield nha. Thì nó sẽ tốn các bạn một mảnh gương và 30 cái vảy Leviathan. Tin mình đi, đây sẽ là một món trang bị ngon nhất mà các bạn từng craft luôn. Bởi vì cái khiên này nó sẽ cho các bạn tới 15% khả năng chống chịu của melee, sword và gun. Và thậm chí nếu như các bạn đi sang Seabed hoặc là đánh Leviathan nhiều thì nó sẽ giảm cho các bạn tới 30% sát thương nhận vào từ Even Sea. Và các bạn biết cái gì mà thật sự bá đạo không? Đó chính là khi các bạn đeo khiên đó và chui xuống biển thì các bạn sẽ không bị mất máu. Nó giống như là tộc người cá trong khi các bạn không phải là tộc người cá vậy, hiểu không? Ok, thì mình đã tổng hợp lại tất cả những sai lầm mà các bạn có thể mắc phải trong Blood Fruit. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ để lại cho mình và đăng một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.